Xin chào tất cả cô chú anh chị. Ngày hôm nay Liên Lan sẽ chia sẻ về câu hỏi Genet đến tất cả cô chú anh chị. Genet là gì? Tại sao chúng ta nên hợp tác kinh doanh cùng Genet? Genet là một công ty kinh doanh thương mại điện tử toàn cầu, MLM online. Vậy thì Genet đang phát triển đến 152 quốc gia trong một thời gian rất là ngắn, 8 năm thành lập. Vậy thì Genet được định nghĩa là tuổi thanh xuân. Vậy thì tại sao chúng ta nên hợp tác với Genet? Ở Genet chúng ta được hội tụ cơ hội kinh doanh trên toàn cầu với 3 xu thế. Xu thế thứ nhất là sản phẩm công nghệ cao. Vậy thì sản phẩm công nghệ cao của Genet có gì khác biệt so với những sản phẩm thực phẩm chức năng và dinh dưỡng bổ sung trên thị trường? Đó là sản phẩm của Genet là sản phẩm công nghệ tế bào gốc. Sản phẩm này có khả năng xuyên qua màng tế bào đi đến ADN để sửa chữa những tổn thương của tế bào. Và thứ hai là thị trường toàn cầu. Genet phát triển 152 quốc gia trên toàn thế giới. Thông qua trang website độc lập được hỗ trợ 60 ngôn ngữ quốc gia trên thế giới. Và thứ ba là Genet đang kinh doanh với mô hình kinh doanh online. Mô hình này giúp chúng ta rút ngắn được khoảng cách về địa lý, không gian, thời gian và tiết kiệm được chi phí. Trụ sở chính của công ty Genet nằm ở Florida, Hoa Kỳ. Genet được thành lập vào ngày 9 tháng 9 năm 2009 với tôn chỉ là mong muốn mang đến sức khỏe, sắc đẹp và hy vọng. Genet là thương mại điện tử mang tính cách mạng toàn cầu. Thương mại điện tử mang tính cách mạng toàn cầu ở đây chúng ta đang là một sự đổi mới, không áp dụng những mô hình kinh doanh MLM truyền thống cổ điển trước đây và kết nối bằng trang website thương mại điện tử độc lập. Và Genet là tiên phong về công nghệ sinh học chống lão hóa. Những dòng sản phẩm của Genet giúp chúng ta được chống lão hóa, chống oxy hóa từ cấp độ tế bào. Và trên màn hình của chú anh chị đang nhìn thấy là hai nhà đồng sáng lập công ty Genet, ông Randy Gay và bà Wendy Lewis. Ông Randy là một doanh nhân rất thành đạt trên đất nước Mỹ. Ông rất là nổi tiếng, tạo nên những cái trang web nổi tiếng cho NASA vũ trụ. Và ông là người tiến sĩ với hơn 42 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế trang website phần mềm máy vi tính. Trang website Genet là do ông thiết kế ra. Bà Wendy Lewis là doanh nhân nằm trong top 20 người phụ nữ có sức ảnh hưởng trên đất nước Mỹ về ngành bán hàng trực tiếp. Hai ông bà đã trải qua hơn 18 năm kinh nghiệm trong ngành bán hàng trực tiếp và đã từng thành lập rất là nhiều công ty. Nhưng mà ở độ tuổi 66 thì ông bà đã từng ba lần nghỉ hưu, nhưng mà quyết định thành lập Genet khi cơ duyên ông Wendy mắc một cái căn bệnh xương khớp mà phải điều trị bệnh, và ông đã đến với tiến sĩ Nathan Newman để điều trị bằng công nghệ tế bào gốc. Và trong 8 năm qua, Genet đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người trên thế giới để có được Genet phát triển toàn cầu như hơn ngày hôm nay. Đó là một chiến lược của giám đốc Scott Lewis. Ông là con trai của hai nhà sáng lập, vì từng được học kinh doanh từ khi rất nhỏ và ông đã từng quản lý rất nhiều công ty, cũng như là công ty gia đình, nên ông nhận thấy được những điểm mạnh, những điểm yếu của những mô hình kinh doanh trước đây, nên ông đã quyết định đưa ra Genet là chiến lược toàn cầu. Chỉ trong vòng 8 năm, Genet đã phát triển đến 152 quốc gia trên thế giới. Những giải thưởng mà Genet đạt được đánh dấu cho một thương hiệu của họ nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Trên đây là giải thưởng Challenge World. Giải thưởng này được lựa chọn từ hơn 3.300 ứng cử viên từ rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Genet đã đạt tới 12 giải thưởng vàng, giải thưởng bạc này. Và Genet lọt vào trong top 500 của tạp chí Inc. 500. Đây là top 500 doanh nghiệp phát triển nhanh và mạnh nhất từ mọi ngành nghề trên đất nước Mỹ. Genet là công ty MLM duy nhất được lọt vào top 500 này
và là công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong top 500 này. Đây là cái biểu đồ tăng trưởng doanh thu toàn cầu của Genet. Thành lập vào năm 2009 đến năm 2010, Genet đã đạt được con số là 30 triệu đô la. Và doanh thu của Genet liên tục tăng trưởng gấp đôi. Đến năm 2016, Genet đã đạt được con số là 1,4 tỷ đô la. Để đạt được 1,4 tỷ đô la này, các công ty kinh doanh MLM kỳ cựu trước đây, họ mất ít nhất là 20 năm mới đạt được doanh thu này. Vậy thì trên màn hình các anh chị có nhìn thấy, có những công ty họ phải mất tới 86 năm mới đạt được cái doanh thu này. Đó là công ty Avon. Cả một đời người, gần một đời người, họ mới đạt được doanh thu hơn 1 tỷ đô. Và công ty mà thấp nhất là công ty Nu Skin với 20 năm. Vậy thì Genet của chúng ta chỉ trong vòng 6 năm đã đạt được con số là doanh thu hơn 1 tỷ đô la. Và với hơn 1 tỷ đô la này, Genet đứng trong top 3 công ty trong vòng 6 năm đạt được doanh thu hơn 1 tỷ đô. Đầu tiên đó là Apple, thứ hai là Facebook và thứ ba là công ty Genet. Đặc biệt hơn nữa, Genet được lọt vào top tạp chí của Direct Selling News, top 100 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất trên toàn cầu. Khi thành lập vào năm 2009 đến năm 2011, Genet đã đứng ở vị trí 82 và thứ hạng của Genet liên tục được đẩy lên những vị trí cao hơn. Đến năm 2016 thì Genet đã đứng trong cái top là 20 và đứng vị trí 14. Và đến năm 2017 thì Genet hiện tại vinh dự đứng trong cái top 20 và xếp hạng thứ 18. Vậy thì ngày hôm nay Genet là một mô hình kinh doanh như thế nào? Genet là mô hình kinh doanh thương mại điện tử toàn cầu hoàn toàn mới. Vậy thì thương mại điện tử ngày nay chúng ta đã biết được rất là nhiều trang thương mại điện tử. Các anh chị thường xuyên mua hàng trên mạng thì chúng ta sẽ được biết. Ví dụ như là trang thương mại điện tử Alibaba của ông tỷ phú Jack Ma, hoặc là trang Lazada. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều trang thương mại điện tử. Vậy thì những trang thương mại điện tử này nó giúp ích được gì cho người tiêu dùng chúng ta? Những trang thương mại điện tử này giúp cho người tiêu dùng đến đó mua sản phẩm dễ dàng hơn. Thông qua cái điện thoại chúng ta có thể kết nối, chúng ta mua sản phẩm đúng nhu cầu. Mặc dù chúng ta không cần phải đến tận nơi giống như là chúng ta đi siêu thị. Vậy thì ngoài lợi ích đó ra thì người tiêu dùng chúng ta không được bất kỳ một cái lợi nhuận nào từ những trang thương mại điện tử này. Nhưng mà khi đến với Genet, ngoài việc cung cấp cho người tiêu dùng được tự do lựa chọn, được làm chủ độc lập trong cửa hàng của mình, thì Genet còn cung cấp cho người tiêu dùng cơ hội trở thành một người kinh doanh. Và Genet cho người tiêu dùng được nhượng quyền xây dựng chuỗi cửa hàng kinh doanh online trên toàn thế giới. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta khi đến với Genet, chúng ta đều là những đối tác độc lập, những ông bà chủ độc lập. Chúng ta dành thời gian, chúng ta chia sẻ và chúng ta được chia lợi nhuận với công ty Genet. Và đây là đội ngũ nhà khoa học y bác sĩ quốc tế ở Genet. Chúng ta có 4 vị. Đầu tiên là tiến sĩ Nathan Newman. Tiến sĩ Nathan Newman được mệnh danh là cha đẻ của tế bào gốc. Ông là một bác sĩ thẩm mỹ không dùng dao kéo, được gọi là một bác sĩ thẩm mỹ không dùng dao kéo. Ông rất là nổi tiếng trên các tạp chí y khoa của Mỹ và thế giới. Và ông rất là nổi tiếng khi mà điều trị cho một bệnh nhân bị ung thư tuyến nước bọt, phải cắt bỏ các cái xương quai hàm đi. Gương mặt của người bệnh nhân này bị lõm đi và đi đến nhiều nơi, nhiều bệnh viện. Nhưng mà khi đến với tiến sĩ Nathan Newman ấy, chỉ trong vòng 2 năm với lại 24 mũi tiêm tế bào gốc từ người bệnh nhân đó. Có nghĩa là tiến sĩ Nathan Newman lấy tế bào gốc trong cơ thể của người bệnh nhân này và đã dùng một cái phương pháp để tiêm ngược lại vào trong cái xương quai hàm của người bệnh nhân này. Và chỉ sau 2 năm với 24 mũi tiêm thì gương mặt của ông đã được phục hồi trở lại. Cái xương quai hàm nó mọc ra trở lại. Gương mặt của ông hoàn toàn bình phục trở lại. Và ông chuyên nghiên cứu về những cái liệu pháp về tế bào gốc. Người thứ hai đó là tiến sĩ Vincent Yamaba. Ông được mệnh danh là cha đẻ chống lão hóa. Ông là người tiên phong về
công nghệ chống lão hóa là vị tiến sĩ nằm trong top người đầu tiên sáng lập nên Viện Hàn Lâm chống lão hóa. Ông đã viết nên những cuốn sách nói về vi lực chống lão hóa, các bước để trẻ lại mà ngày nay các vị tiến sĩ học theo cuốn sách của ông. Và ông còn được gọi là bậc thầy của những vị thầy. Khi mà những bác sĩ, tiến sĩ chống lão hóa ngày nay đi ra ngoài hành nghề thì ông là người cấp phép, gọi là ký duyệt. Ngoài ra chúng ta có vị tiến sĩ Vincent Yamapa, William Amazala. Vị tiến sĩ Vincent Yamapa thì là tiến sĩ về cha đẻ của chống lão hóa. Và chúng ta có một vị tiến sĩ là William, người thuyết trình sản phẩm của Junet và người đã tạo nên cái sản phẩm Research. Một vị tiến sĩ nữa tên tiếng Anh. Vậy thì hệ thống sản phẩm này giúp thúc đẩy tái sinh tế bào, làm chậm quá trình lão hóa và giúp đạt được cân bằng về năng lượng. Ở đây chúng ta sẽ nói về hệ thống sản phẩm của Junet. Hệ thống sản phẩm của Junet được gọi là hệ thống định nghĩa tuổi thanh xuân. Khi chúng ta dùng hệ thống sản phẩm này, chúng ta được khỏe từ bên trong và được đẹp từ bên ngoài. Thông tin kiến thức về sản phẩm có tiến sĩ William nói rất là chi tiết. Ở đây Lilian sẽ nhấn mạnh về hai sản phẩm chính. Đầu tiên đó là sản phẩm Luminate. Đây là được gọi là sản phẩm chăm sóc da và được mệnh danh là một bộ mỹ phẩm thẩm mỹ không dùng dao kéo. Vậy thì nó có khả năng gì? Nó có khả năng kích hoạt hệ thống ADN trên da. Nó sửa chữa, phục hồi, tái sinh tế bào mới cho da. Nó không phân biệt loại da của người châu Á hay người châu Âu, vì cơ thể con người được hình thành từ tế bào gốc. Vậy thì nó những vấn đề nếp nhăn, bọng mắt, các vết sẹo, vết bỏng, nó sẽ sửa chữa, phục hồi, tái sinh tế bào mới. Những vấn đề về da ngày trước chúng ta phải đến thẩm mỹ viện, thì ngày nay chúng ta chỉ cần dùng bộ sản phẩm này. Nó có chứa tới 248 yếu tố tăng trưởng, vì vậy mà nó sửa chữa, phục hồi rất là nhanh. Chúng ta thấy so sánh, một cái sự so sánh là những sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới, yếu tố tăng trưởng chỉ chứa từ 17 đến 50 yếu tố tăng trưởng mà thôi, nhưng mà giá thành rất là cao. Nhưng mà riêng sản phẩm chúng ta chứa tới 248 yếu tố tăng trưởng. Và hình ảnh này là kết quả xét nghiệm chuyên khoa da liễu của người phụ nữ này. Khi mà trước khi dùng, cô có 54 nếp nhăn và chỉ sau 56 ngày sử dụng thì nếp nhăn của cô chỉ còn 19 nếp nhăn. Và với gương mặt của người đàn ông này, cũng chỉ sau 56 ngày trải nghiệm, nếp nhăn của ông từ 33 nếp nhăn và còn là 16 nếp nhăn. Vậy thì cái kết quả tổng hợp khảo sát người tiêu dùng sau khi sử dụng sản phẩm Luminate thì 100% người tiêu dùng tình nguyện chia sẻ cho bạn bè và người thân. 87% người tiêu dùng trông trẻ hơn sau khi sử dụng. Và 87% người tiêu dùng cảm thấy làn da trắng sáng mịn màng hơn. 74% người tiêu dùng cảm thấy săn chắc hơn. Và hình ảnh của cô người gốc Ấn Độ là khi cô sử dụng bộ mỹ phẩm này, cô chỉ sử dụng nửa gương mặt mà thôi. Vậy thì nửa gương mặt bên trái là cô dùng và bên phải là cô không dùng. Chúng ta nhìn thấy được một sự khác biệt rõ rệt, đó là bên phải cô không dùng, làn da của cô nó bị chảy xệ, và bên trái thì làn da trắng săn chắc hơn. Sau 10 tuần sử dụng thì cô thấy gương mặt của cô thay đổi rõ rệt và cô đã đến chuyên khoa da liễu để xét nghiệm. Bên chuyên khoa da liễu đã đưa ra được hai cái hình ảnh. Một bên bên phải không dùng sản phẩm thì làn da của cô no collagen, có nghĩa là da cô không có còn collagen nữa vì nó bị tổn thương. Và với người phụ nữ trên 60 tuổi, collagen đã dần biến mất. Và vị tiến sĩ này rất là ngạc nhiên tại sao mặt bên trái của cô được có một cái lớp màng bảo vệ collagen màu trắng trắng đó. Họ ngạc nhiên là tại sao collagen chỉ tồn tại nhiều nhất ở trên da của em bé. Và collagen này nó giúp bảo vệ cái làn da. Vì vậy mà em bé đi ra ngoài nó chỉ ửng đỏ. Mà người khoảng 30 tuổi, chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta không che chắn, nó có thể làm nám sạm. Vậy thì họ rất là ngạc nhiên, collagen chỉ nhiều nhất ở trên da em bé. Vậy thì phụ nữ trên 60 tuổi collagen nó không còn nữa. Vậy thì tại sao sản phẩm này nó giúp cô tái tạo được collagen trên da? Vì nó được chiết xuất từ công nghệ tế bào gốc của người trưởng thành.
Chính vì vậy mà nó vào bên trong, nó kích hoạt, nó sửa chữa, nó phục hồi collagen, alatin trên da và nó tái sinh tế bào mới trên da. Vì vậy, collagen này nó giúp làn da săn chắc, mịn màng. Và một hình ảnh của một nhân chứng tại thị trường Việt Nam. Đây là anh Trần Minh Thư. Khi mà anh đi làm thị trường thì khuya 23 tháng 7 anh bị một cái tai nạn giao thông. Khi này thì gương mặt của anh, trên hình ảnh các anh chị cũng nhìn thấy là gương mặt của anh sưng to lên và nhiều cái vết thương. Vậy thì khi mà anh vào nhập viện chỉ sau 4 ngày, bác sĩ đã cho anh xuất viện với sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Vậy thì một sự khác biệt ở đây á là khi vào bên trong anh dùng huyết thanh, anh bôi và ngậm nghì sơ. Những hóa mỹ phẩm bên ngoài thị trường không có sản phẩm nào dám thoa trực tiếp lên vết thương hở, nhưng mà tại sao sản phẩm chúng ta làm được điều đó? Một lần nữa nhấn mạnh để chúng ta được hiểu là sản phẩm của chúng ta được làm từ công nghệ tế bào gốc của người trưởng thành, vì vậy mà nó sửa chữa, phục hồi, làm liền vết sẹo và tái sinh tế bào mới rất là nhanh. Và sau khi mà 25 ngày thì gương mặt của anh hầu như đã phục hồi hơn 90%. Đây là hình ảnh của một số nhân chứng tại Genet. Hình ảnh người phụ nữ đầu tiên đó là cô đã 64 tuổi. Chúng ta nhìn thấy là làn da của cô rất là săn chắc. Rất là nhiều người nhìn cô đón cô chỉ khoảng là 50 hoặc là 40 mấy thôi. Và hình ảnh thứ hai đó là cô Kim Châu. Cô đang là cấp bậc Emerald tại Genet. Gương mặt của cô rất là mịn màng, làn da rất là săn chắc. Và hình ảnh một người đàn ông, trước khi dùng sản phẩm này, tóc của ông bạc, da nhăn nheo. Nhưng mà sau thời gian trải nghiệm 5 năm đến hiện tại thì gương mặt của ông hầu như đã khác biệt hoàn toàn. Giống như là hai hình ảnh này là của hai người khác nhau. Và hình ảnh này á là đã là trong một gặp một cái sự cố khi mà ông đi ra hải quan để xuất cảnh sang nước ngoài, thì hải quan đã giữ ông lại làm việc 4 tiếng đồng hồ với một cái lý do là hình ảnh của ông bên ngoài trẻ hơn là cái ở bên trong bách bo. Vậy thì đầu tiên đó là sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp của chúng ta. Thứ hai, chúng ta có sản phẩm Reser. Reser này nó là một sản phẩm công nghệ tế bào gốc dùng ngậm ở bên trong. Tất cả mọi vấn đề về căn bệnh mãn tính, huyết áp, tim mạch, tiểu đường, chúng ta dùng sản phẩm này. Vậy thì cái sản phẩm này, nó chức năng chính của nó là chống oxy hóa cực mạnh, loại bỏ gốc tự do và giúp tái sinh tế bào mới. Và trong gốc gì sơ này được hợp thành từ nhiều loại trái cây quý khác nhau. Nhưng mà quan trọng nhất là chất resveratrol. Đó là chất chống oxy hóa cực mạnh được tìm thấy nhiều nhất trong vỏ của trái nho đỏ chuyên sản xuất rượu vang đỏ của Pháp. Vậy thì kiến thức về sản phẩm này chúng ta có thể tìm hiểu kỹ trên là YouTube do ông tiến sĩ William. Ông ta nói trong một cái gói ghi sơ của chúng ta hàm lượng chất resveratrol tương đương với lại 186 mg, và tương đương với lại là 186 chai rượu vang đỏ của Pháp. Chính vì vậy mà những người bị bệnh mãn tính dùng cái sản phẩm này, nó sửa chữa phục hồi, nó tái sinh tế bào cho họ. Và những người bị về những cái bệnh mãn tính như bệnh ung thư thì nó có khả năng là cắt đứt nguồn cung cấp máu nuôi dưỡng cho tế bào ung thư với chỉ số Kp đo được là 37 chấm một đơn vị trên 1 cm khối, nên nó nhẹ nhàng xuyên qua tới màng tế bào, nó loại bỏ, nó sửa chữa, phục hồi và tái sinh được tế bào mới. Đây là sản phẩm AMBM. Vậy thì ở trên net chúng ta có rất là nhiều sản phẩm, có nhiều sản phẩm về chăm sóc sức khỏe. Và chúng ta có được 3 dòng chính. Thứ nhất là mỹ phẩm làm đẹp. Thứ hai là sản phẩm sức khỏe, thì có Reserve AMBM Infinity. Và sản phẩm thứ ba là sản phẩm về giảm béo là Zen Body. Vậy thì trên đây là những sản phẩm của Genet. Và đó là sự khác biệt.